Nhằm tạo thêm không gian vui chơi cho người dân, nhất là trước Tết Nguyên đán Quý Mão, thành phố Hà Nội, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang khẩn trương chỉnh trang đô thị, hoàn chỉnh các hạng mục, sẵn sàng khai mạc không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông vào tối ngày 30 tháng 12. Trong khu vực phố đi bộ, dự kiến sẽ có 6 không gian chính, gồm không gian văn hóa tâm linh, không gian tổ chức hoạt động, không gian trưng bày, giới thiệu lịch sử, không gian dịch vụ thương mại, không gian đi bộ, tổ chức trình diễn âm thanh ánh sáng khu vực mặt hồ Thiền Quang. Không gian đi bộ quanh hồ Thiền Quang bao gồm khu vực phố Trần Nhân Tông, đoạn từ phố Quang Trung đến Trần Bình Trọng và khu vực phụ cận, công viên Thống Nhất, vườn hoa, đường dạo quanh hồ Thiền Quang, nhà văn hóa thanh thiếu niên. Tổng chiều dài tuyến phố đi bộ dự kiến khoảng 1.600 m, tổng diện tích sử dụng dự kiến khoảng 11.000 m2. Thời gian hoạt động của phố đi bộ là từ thứ Bảy đến Chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ, sự kiện theo kế hoạch. Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan khu vực Hồ Thiền Quang, bảo đảm tiến độ khai trương vào ngày 30 tháng 12. Hệ thống cây xanh đang được cắt tỉa gọn gàng, phòng tránh đổ gãy. Hạng mục lát đá vỉa hè đang được gấp rút hoàn thiện. Hệ thống đèn chiếu sáng và trang trí đã hoàn thiện 80%. Trong khu vực phố đi bộ, dự kiến bao gồm cả công viên Thống Nhất. Đây là một trong những công viên lớn nhất của Hà Nội. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã thống nhất phương án mở hàng rào công viên Thống Nhất phía đường Trần Nhân Tông, tạo không gian mở công viên giai đoạn 1 để kết nối với không gian đi bộ, liên kết công viên với Hồ Thiền Quang. Ngày 27 tháng 12, tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình khảo sát nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch mới, thí điểm để khách du lịch trải nghiệm tuyến xe buýt 2 tầng tham quan thành phố Ninh Bình và một số khu điểm du lịch trong tỉnh. Việc khảo sát đưa tuyến xe buýt 2 tầng phục vụ khách du lịch tại Ninh Bình nhằm đa dạng hóa các loại hình sản phẩm, đặc biệt là tạo thêm sản phẩm du lịch mới để giúp cho du khách có thời gian kéo dài trải nghiệm tại địa phương. Tuyến xe buýt 2 tầng với lịch trình xuất phát từ phố cổ Hoa Lư, thành phố Ninh Bình, đưa du khách qua cung đường thành phố Ninh Bình đến các điểm du lịch nổi tiếng tại địa phương như Tam Cốc, Tràng An, chùa Bái Đính với thời gian khoảng hơn 1,5 tiếng. Trong 2 ngày, chương trình thí điểm này đã chạy khảo sát 3 chuyến xe, phục vụ khoảng gần 200 khách mời để nghiệm thu chất lượng dịch vụ cũng như các điểm dừng tham quan, các di tích lịch sử, thắng cảnh tại Ninh Bình.